Tiếp tục set set 3 bài thi của trận bán kết đầu tiên nha các bạn. Team bên này là team Thạch Đen, Trường Chẳng Bùm, Bùng MC, Đăng Bốn, Dũng Lai. Cái đầu bên kia là team đội chủ nhà Sono Mỏ Hồng Hà Tĩnh, Bảo Thái Gia Lai. Rồi là pha cắt bóng rất tốt, điểm 1-0. Để thôi, đánh gì đánh đi. Một điều. Hai chân mua đẹp đây. Điện ngồi xuống cho khán giả xem tí lên ơi. Phát bóng không qua lưới. 2-1. Bản lĩnh lên đi. Anh Đăng ơi, ba chắn nó bỏ nhiều quá nha. 2-1. Nhắn lên đi. Đó, ai đánh thì đánh đi. Hai chắn mà. Làm gì còn cửa. Đập bóng tốt của Sumno. Hai đều. Đăng nhiều quá. Rồi, tốt rồi. Dùng dùng dùng. Đẹp. Trường Chẳng Bom. Trời ơi, nó cao. Đập trên nóc không các bạn ơi. 3-2. Hay rồi đấy. Cho anh Đăng ơi. Tốt rồi Đăng ơi. Đây tiếp rồi, số 4. Không qua được cái chán của Trường Chẳng Bom các bạn ơi. 4-2. Này bầu của đây. Mỏ Hồng. Rồi, rất hay cho Mỏ Hồng các bạn. 3-4. Tốt rồi đấy. Lên lên. Rồi. Cái đầu ra mấy chục anh. Rồi đẹp. Dạ. Dạ cũng ít ít rồi đâu có nhiều. Đập bóng tốt của Mỏ Hồng. 4 đều. Dạ. Dạ. Dạ mấy bóng chiền. Dạ dạ. Kì cả làng cho anh ký cho anh luôn. Nửa làng của cả. Nửa làng. Vẫn còn Quý MC. Rất hay cho Quý MC các bạn. Và bóng né trắng rất tốt. Điểm 5-4. Trắng bắt chuyển một đẹp rồi. Lên đi. Sumno. Không qua tay chán của Trường Chẳng Bom là Thạch Đen các bạn ơi. Sung rồi. Bao nhiêu nhỉ? Kìa, có điểm kìa. Đó đó đó. 6-2. 6-4, 6-4, 6-4. Sau trận đấu này xin mời Tam Minh Hiếu, Tấm Mỹ và Tam Minh Râu chuẩn bị. Và đập bóng tốt của Mỏ Hồng. 5-6. Chưa phải là xuống xét à.
mà anh có cái cơ chua chát 1922 nữa chứ. 1922 chát hả? Là kênh mình bỏ đúng là bỏ xuống Việt á, cho xuống xét á. Cái kênh đó. Đây 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 đây, bỏ này, bỏ này. Đẹp lắm rồi. Chọn chạy rồi. Sao đều quay điểm 7-6. Âm như tiếng nước rầm. Đã vô chưa? Bảy sáu, nghiêng về tiền chủ nhà các bạn. Chắn bóng tốt, bóng vẫn còn. Bóng ngoài các bạn ơi, quá đáng tiếc cho màu hồng các bạn ơi. Và đẩy bóng về cuối sân, đi tiếp bóng vừa ra ngoài một chút các bạn. Quá đáng tiếc cho màu hồng. Bảy đều. Mở không? Quá khéo léo cho màu hồng. 8-7. Chắn bóng tốt màu hồng. 9-7. Đập bóng tốt của MC. 8-9. Sân nhà đá ăn 6 ăn 7 của bạn. Không qua tay trắng của Trần Trọng Bôn. Điểm 9 đều. Trên trắng đấm tiếp bóng ra ngoài của bạn ơi. 10-9. Cắt bóng tốt của Mỏ Hồng. Không đều. Mười hai điểm tới nha các bạn. Đấy.
Trương Tráng Bôn. Ôi giời ơi, pha đập bóng ra ngoài của Trương Tráng Bôn các bạn ơi. 11-10, quá đáng tiếc cho pha bóng của Trương Tráng Bôn các bạn. Có mặt ông Trường nha, Quý MC, quá gay cắn các bạn ơi. 11 đều. Mấy điểm mà? 12 điểm chứ. Quá hấp dẫn các bạn ơi. 11 điều. Mở không? Ơ, vẫn còn. Phản công cho tinh thạch đen. Vẫn còn. Ơ. Trọng tài đã xử rồi các bạn ơi, team bên này thì đội thạch đen đã vô vòng chung kết nha các bạn. Quá đáng tiếc cho team bên đội chủ nhà các bạn ơi.